Ok các bạn, hôm nay mình vẽ tô màu. Hôm nay tô màu hướng dẫn các bạn tô màu hình người ngoài hành tinh trong Pokemon. Pokemon, tô màu nào trước? Trang tô màu này. Màu tím. Màu tím. Nè, màu tím. Màu tím. Có chút màu, ok, màu tím. Có hàng tím đó. Tím tô cái mình, cái bụng mình lưa tô màu hồng. Rồi bắt đầu tô cái đầu trước. Màu tím. Ủa, này phải màu tím không em? Tím á. Sai rồi. Giống đó. Giống đó. Nè, giống màu nè. Màu xanh đúng không? Màu tím. Màu xanh, cái màu hồng trước đi. Màu hồng trước. Màu hồng to cái mình. Cái lượng bụng. Màu to cái này trước. Đây nữa. Cái ngực màu hồng luôn. Nè 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 nè. Tô chú ý, tô phải liền tay. Nhẹ tay bà. Mạnh tay. Mạnh tay nó dễ bị lem lắm. Đè không đều màu. Đều tay vào. Là tô đều cho tay nó đều. Ta la ta la ta. Tô màu hồng. Màu hồng tiếng Anh là gì ngoài? Pin. 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 Tô mạnh quá nó lem. Đều tay nhẹ nhẹ là nó không lem. Pin các bạn tô màu. Color pin. Dạ. Hả? Con tô là mình hơi lem xíu rồi. Tô lem thì con học dịch điểm. Anh em nhìn nè. Cái mặt màu tím mới gửi. Ủa nó màu hồng màu yên. Cái đuôi màu hồng luôn mà. Tầm bậy. Cái đuôi màu khác. Phải không? Không có lộn vậy. Không. Rồi, qua xong rồi đó. Tôi xong xong. Tôi tô màu khác đi. Đâu có màu tím không? Đâu kiếm màu tím cho bác ơi. Cái này nè, này nó tím không? Tím á. Ừ, tím nè. Purple. Tím là màu gì? Tên tiếng Anh là gì vậy? Purple. Purple hả? Purple. Đọc tiếng Anh như gió đúng hay không? Purple. Purple. Purple giống bơ phờ. Bơ, chữ bơ. Phờ chữ bơ. Ừ. Con nói là con méo cái mỏ luôn á. Nó méo cái mỏ luôn. Thấy chưa? Đọc tiếng Anh như gió mà biết đúng hay không? Méo. Ngon lành. Ngon lành cành đào. Rồi bắt đầu tô. Nè này mưa là màu tím nè. Cái này cũng gọi là tím mà. Màu tím sen, tím đậm. Có nhiều loại. Nè tím sen nè, tím đậm nè. Tím đậm nó giống hơn. Cái này giống màu hồng luôn vậy đó. Tiếp tục cái đầu tô màu tím. Dạ, cái mình xấu. Cái đầu xấu, cái đuôi xấu, cái tai đẹp. Ừ, cái này đó. Ủa, Rồi lem gì vậy? Không. Cái gì vậy cha? Nó quạo gì vậy đó? Nó quạo hả? Ba ngón tay à? Người hành tinh này có ba ngón tay à? Bốn gì á? Ba ngón tay nè, này một, hai, ba nè. Bốn. Đâu đếm ra bốn coi. Bốn trong đây nữa là bốn đó. Không thấy, thấy ba ngón nè. Nè, cái miếng nó bốn nè, bốn ngón nữa. Bốn tay có nữa. À rồi mẹ ơi. Thiệt là đẹp. Ủa da bút là bằng con người hả cha? Cái da bút hả? Bút á. Ừ, con người biến hình. Nó uống thuốc gì không biết nữa. Học tiến hóa gì á? Tầm bậy yếu vừa người ta á. Tầm bấy ăn gì tao biết gì nè. Đâu phải. Ổng phải uống thuốc, ổng mới lên được vậy. Cái này chứ. Có bốn con này chứ. Ừ. Con có con chuột. Biến thành con xanh luôn nè. Đó chưa? Dạ. Cái gì? Đó chưa? Chưa rồi. Ủa cái này hàng mà chưa cái gì á? Dạ. Dạ.
tiếp tục cái tai to màu tím luôn. Tím là gì mà tiếng Anh là color? Purple. Color purple. 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 Không tay không chân mà tao được. Sao tao được? Đúng không mới? Hay không mình. Mất giỏ, mất chân, mất tay, mất đầu. Đâu bằng gì? Đâu bằng kéo. Đâu bằng kéo, đâu bằng giỏ, không chân, không tay sao tao? Không đậu sao tao được? Không đậu lẽ. Lấy cái đầu mình á, mày á. Mình quấy xong mình dẻ. Ôi mày. Nó xạm, nghe nghe thôi. Nghe xong chưa? Nghe xong rồi. Thằng xong rồi. Tô chừng đó. Tao chưa tô chừng nè. Mày cho anh tô lên mày nè. Trời ơi, 1 điểm. Nguyên tô được 1 dịch điểm. Ủa, đâu có tiễn đâu cho em chơi điểm. Ngày mai em chơi điểm hả? Không. Tô ra kỹ, o từng nét tô lên nè. Quét. Đó chị. Chút á, chú chị cho nó nhọn á, vậy tô hơn. Chú chị có mới tô được. Chút cho nhọn nhìn không lem được màu tô nó lem tóc tàu nó lem màu dễ lem đó. Pikachu. 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 Con sẽ lấy màu này. Màu này nó nhỏ quá. Ủa, ủa này là cái gì ta? Cái gì? Cái gì nè? Cái này là bắn trống mà. Tầm bậy quá rồi cái này nè. Cái này là bắn trống, bắn trống nè, cái đuôi lên dòng lên nè. Tô luôn hả? Ừ. Tô rồi ăn hột vịt luôn. Nguyên tô sai rồi Nguyên ơi. Sai gì mà sai cái gì nè? Đâu? Tô lem ngoài nữa hả? Lem có con khỉ. Tiếp tục dò chân chân con người hành tinh. Hình trái tô màu hạt tím. Tôi thấy tô màu hào rồi. Rồi hoàn thành, chắc hoàn thành rồi đó. Nhưng chắc là nhanh ạ. Tên 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 tên. Nó có lưu vô sao. Điện nhắn nghe. Tiếng ông sẽ theo lòng hồ. Ở nè. Nhanh quá, Nguyên con nhanh quá. Rồi, đứng xong, tắm rồi đó. Phải đi, từ từ, ba tiêu xong mà. Phải để chứ, để chờ quá. Phải để chờ nhau chứ. Chờ lòng mắc cười quá. Cười cái. Ủa cha này hai cái bánh này kìa. Hai cái móng giò, hai cái góc giò người ta đó ông ơi. Cái góc giò quá. Tiếp tục tôi cái đuôi. Để cái đuôi, cái đuôi nha. Màu tím. Màu hồng. Cái đồ tiếp tục các bạn tô màu tím. Màu hồng. Màu tím. Cẩn thận khi tô dễ bị lem màu lắm. Cẩn thận. Nên chút kỹ lại tới đầu nhọn lại. Lấy đồ viết cái chì á, ta chút lại nhọn cái màu lại. Chú bút đẹp hơn thôi. Chai gì nè em? Chai gì nè? Ừ. Chút nè. Ừ. Nhiều không nha? Nhiều. Vừa bàn tay con quá chứ. Đừng thái em nó văng bụi không em. Dạ. À, ok nhìn được chưa? 99% rồi Nguyên ơi. Chà. Con này là chính ngoài hành tinh của Doraemon nè. Pikachu nè. Doraemon cái quên vài lộn. Quên lộn gọi lại quên. Ủa chút mũi tôi có mắt. Tao mắt màu đỏ. Tầm bậy. Nhưng tao mắt màu gì? Ở tao mắt màu xanh đi. Nè màu xanh đi. Tao có mắt màu đen. Tao màu xanh. Xanh là xanh gì? Xanh dương. Xanh dương tiếng Anh là gì anh nhắc không em? Blue. 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 Ok.
Very good. Very good. Tuyệt vời. Rồi xong, chào các bạn Nguyên ơi. Video mình ở đây là kết thúc. Chào các bạn, chúc mừng sau, bye bye. Bye bye.